Chào anh em, mình đến từ mfm.vn. Trên bàn mình hiện tại cũng đang có một cái chiếc K30 nhá. Thì gần đây là mình bán K30 này, nó vừa mới ra mắt thôi và mình bán online rất là nhiều luôn. Thế nên là anh em thì mình bán online thì anh em biết đấy, mình sẽ để nguyên siêu như từ nhà máy này ra và mình gửi cho anh em. Nhiều anh em hỏi mình là sản phẩm này sản phẩm nội địa ở Trung Quốc anh em ạ. Thế nên là không có sếp ở lây, không có tiếng Việt. Thế nhiều anh em hỏi mình thế bây giờ là cài như thế nào. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm cái video này, mình vừa bóc hộp, mình vừa hướng dẫn anh em cách cài cái Google Play và xin quyền để sau này chạy tiếng Việt cho chiếc máy này nhá. Thì những chiếc cái máy này ấy, thì bên mình hiện tại đang bán với mức giá chỉ có hơn 5 triệu thôi. Để biết chi tiết thì các bạn vào đường link phần phía dưới mô tả, và mình bán online trên toàn quốc cho anh em nào mà mua sản phẩm này thì cứ vào đặt hàng thôi, rồi mình sẽ gửi đi nhận được hàng, không phải thanh toán nhá. Sản phẩm này thì mình sẽ để nguyên siêu, và khi bóc hộp ra thì chúng ta chỉ có ngôn ngữ là tiếng Anh, tiếng Trung và chưa hề có Google Play. Thì mình các anh em xem để mình sẽ hướng dẫn anh em cách cài nhá. Đó, cái hộp của K30 nó như thế này anh em này, màu trắng này. Hộp nó màu trắng luôn, nó giống hộp của K20 thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ bóc siêu ra như này nhá. Để dẫn anh em cái này luôn. Rồi. Đây, cái đóng hộp thì nó y như K20 thôi anh em ạ. Cái đóng hộp thì y K20 rồi, chỉ có cái hộp nó màu trắng thôi. K20 thì cái nắp trên nó màu đen, hộp nó là màu tím, bên dưới là màu tím. Đấy, bên trong thì nó cũng tương tự như vậy, nó cũng sẽ có một cái ốp lưng, và lần này nó sẽ là cái ốp lưng silicone trong suốt luôn bởi vì không còn camera thụt thò nữa. À, anh em có thể nhìn thấy này, ốp lưng silicone trong suốt này. Đó, một số sách hướng dẫn sử dụng và giấy bảo hành bằng tiếng Trung nhé. Đây là sản phẩm của mình, là một sản phẩm một màu xanh tím. Đó, K30 đây anh em này. Đây, phụ kiện kèm theo của nó như này, nó có một cái sạc 27W. Cái sạc này thì xịn hơn là cái sạc của chiếc K20, sạc nhanh và là phiên bản 27W nhá. Một cổng cáp USB Type-C. Đó, nó chỉ có vậy thôi, chứ nó không có tai nghe kèm theo. Một ốp silicone này, một cổng USB Type-C này, một cáp USB Type-C này, và một cái sạc nhanh 27W nhá. Đó, máy của chúng ta ở đây. Nguyên siêu khi bóc ra nó sẽ là như thế này nhá. Lần này thì nó có một cái bao bên ngoài giống những sản phẩm của Samsung, rồi giống những sản phẩm của Realme rồi Oppo, chứ nó không còn cái siêu dán ở trên máy nữa. Đây, mình sẽ bóc ra cho anh em xem. Đó, các bạn nhìn này. Đơn giản như vậy thôi. Đó. K30 đây anh em này. Sản phẩm này thì mặt trước của nó là tràn viền và nó sẽ không có camera thụt thò nữa, và camera nó theo cái dạng giống của Samsung ấy, giống của Samsung S10 với Note 10 là sẽ nằm ở chỗ khu vực này anh em này. Gọi là nốt ruồi, mình sẽ mở lên nhá. Mình hướng dẫn anh em luôn. Để chuẩn bị khi mà anh em nhận được máy và bật lên nó là như này nhá, thì để chuẩn bị một cách chúng ta cài Google Play ấy, với cả xin quyền chạy tiếng Việt ấy, thì chúng ta cần chuẩn bị cho mình một cái sim có 4G để xin quyền chạy tiếng Việt. Google Play thì chúng ta chỉ cần có mạng Wi-Fi là chúng ta cài rồi. Rất đơn giản, rất nhanh thôi. Thì mặc định cái sản phẩm này hiện tại bây giờ nó là MIUI 11, chúng ta chỉ cần cài mỗi Google Play.apk là chúng ta có thể dùng được. Hoặc là chúng ta ngay lên ngay cái chợ của Xiaomi là chúng ta có thể download Google Play về luôn. Đấy nhá, mình sẽ vào tiếng Anh rồi mình gọi bên trong. Kết nối Wi-Fi luôn nào. Rồi. Wi-Fi luôn. Và tất cả tiếp tục. Bỏ qua hết. Mình sẽ bỏ qua hết để làm nó thật nhanh cho anh em xem. Đó, chúng ta có thể nhìn qua chiếc K30 này. Sản phẩm này hơn cái K20 mà mình thích nhất ấy, là nó sẽ vẫn còn hồng ngoại ở đây. Để chúng ta dùng để điều khiển những thiết bị trong nhà, ví dụ như điều hòa, quạt, tivi hay là dàn máy nghe nhạc các thứ là chúng ta có thể dùng điều khiển được. Có cổng hồng ngoại được bởi vì cái phần mềm điều khiển của Xiaomi rất là thích luôn. Những cái điều hòa của Trung Quốc và những cái tivi mà thuộc dạng lạ ở Việt Nam mình ấy, là cũng có thể có, trừ cái tivi mà Asanzo thôi là không có. Đó. Khi chúng ta mở lên nó chỉ có thế này nhá. Có những cái phần mềm hoàn toàn là của Trung Quốc hết này. Đó, chúng ta có nhìn thấy này. Đó. Hoàn toàn chưa có tiếng Việt và chưa có Google Play luôn. Cách đơn giản nhất bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách cài Google Play nhá, là chúng ta sẽ vào ngay cái chợ của Xiaomi luôn. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy này. Get app này. Ok luôn đúng không? Chúng ta sẽ vào mục search. Chúng ta search cái Google luôn. Từ MIUI 11 của Xiaomi ấy, thì những cái dịch vụ Google là gần như nó đã tích hợp sẵn ở trong máy rồi. Thế là chúng ta chỉ cần cài mỗi Google cái set play là chúng ta sẽ dùng luôn, chứ không chúng ta không cần phải cài rất là nhiều ứng dụng nữa. Rất là nhiều cái như dịch vụ Google này, tất cả những thứ khác mà chúng ta chỉ cài mỗi Google Play thôi anh em nhé. Đây, chúng ta search Google này và cài cái này vào là chúng ta có thể dùng được luôn. Đây anh em này. Đấy, sau đó chúng ta cài này xong ấy, chúng ta có thể đăng nhập tài khoản Google, chúng ta cài YouTube này, cài tất cả các thứ vào là ok.
rất là nhanh thôi là có thể cài được Google Play rồi. Ok nha. À, chúng ta chỉ cần chờ nó đang cài đặt thôi. Đấy, đang cài đặt nha. Bây giờ chúng ta có thể xong rồi, nó cài đặt rất là nhanh thôi anh em nhé. Chỉ còn mạng wifi mà chúng ta chỉ cài trong vòng mấy phút thôi. Đó. À, vẫn đang cài đặt anh em ạ, vẫn chưa xong này, đang install này. Bây giờ chúng ta có thể chờ đợi, chúng ta phải ngồi chúng ta xóa những ứng dụng của Trung Quốc đi này, rất là nhanh này. Đây, những ứng dụng mà chúng ta không hề thích một tí nào này. Tích vào là xóa đi là xong. Đây. Đó, như vậy là đã xóa là hết ứng dụng của Trung Quốc rồi. Ok. Khi nó báo Play Store này là chúng ta có thể vào rồi này. Đó, thì bây giờ các bạn có thể đăng nhập tài khoản Google và các bạn download ứng dụng tất cả các thứ vào đây được hết. Ok chưa? Cái Google Play rất là đơn giản như thế thôi. Còn cái bước mà phức tạp nhất là cái bước là chúng ta có thể tạo cái tài khoản để chúng ta xin quyền để chạy được tiếng Việt những chiếc máy này. Thì từ cái đây mấy tháng này rất là dễ, bởi khi chúng ta xin quyền chạy tiếng Việt chúng ta chỉ chờ mất có một tuần thôi. Thế nên là anh em cũng rất là nhanh, chúng ta có thể cài tiếng Việt. Còn để xem cái video cài tiếng Việt như thế nào ấy, thì anh em cứ theo dõi kênh YouTube này của mình nhé, mình sẽ hướng dẫn cho anh em. Còn ngày hôm nay chúng ta chỉ hướng dẫn anh em cách xin quyền chiếc K30 thôi, và một tuần sau chúng ta mới cài được nhá. Việc xin quyền chiếc K30 này thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải tạo một cái tài khoản là tài khoản Mi Account. Thì mình vừa nói với các bạn ấy, các bạn chuẩn bị cho mình một cái sim mà có 4G nhá. Cái sim có 4G thì cái sim của Viettel này mình đang có sẵn này. Đó. Cái sim này có thể tạo tài khoản rồi hoặc chưa cũng được, mà chưa thì càng tốt nhá. Ok, khi lắp sim vào rồi ấy thì các bạn chờ nhá. Và bây giờ các bạn vào bật cái cài đặt lên, và chúng ta sẽ vào cái phần mà đăng nhập tài khoản này, chúng ta sẽ tạo một cái tài khoản. Ok, khi tạo xong ấy thì chúng ta đang ở trên trạng thái đăng nhập như này nhá. Thì bây giờ các bạn vào cái phần này để chúng ta bật cái mà develop lên để chúng ta xin quyền nhá. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái này này, chúng ta sẽ vào cái OSpec này. Chúng ta sẽ vào cái MIUI version và chúng ta gõ liên tục vào đây. Gõ liên tục vào đây khi nào nó báo là develop đã được bật rồi này. À, chúng ta sẽ vào cái thoát ra, rồi chúng ta sẽ vào cái phần là đây, chúng ta sẽ vào cái phần này nhá. Đấy, chúng ta vào phần này, bên dưới nó có phần mở rộng này. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy này, develop option này, chúng ta vào đây này. Sau đó chúng ta vào cái phần tìm cái mục là mục unlock status này nhá. Ok chưa, chúng ta áp tài khoản của chúng ta vào đây để được xin quyền chạy tiếng Việt này. Chúng nó báo là thiết bị này chưa được mở khoản, chưa được unlock này. Rồi, ấn vào đây nhá. Thì ấn vào đây bao giờ nó sẽ yêu cầu chúng ta tắt wifi đi và chúng ta dùng dữ liệu 3G 4G. Chính vì thế mình mới bảo là anh em chuẩn bị một cái sim có dữ liệu 3G 4G nhá. Nó tắt wifi đi này. Đó, sao cho tôi ấn vào đây nhá. Đó, chúng ta chờ. Anh em chú ý nhá. Đó, chú ý, anh em chú ý nó phải báo như này nhá. Nó báo nó thành công và nó báo như này này. Không ngắt kết nối khỏi mạng này và thoát tài khoản ra. Đó. Hoặc là phát reset. Chúng ta phải nhìn thấy không, nó cảnh báo này. Và sau khi chúng ta xin quyền như này ấy thì một tuần sau là chúng ta có thể chạy được unlock và chạy được tiếng Việt rồi. Trường hợp xấu, những tài khoản mà anh em tạo lại, có nghĩa là những tài khoản anh em đã từng tạo đấy, hoặc là những tài khoản mà anh em đã được dùng trong vòng một tháng ấy, thì anh em sẽ xin quyền không được trong một tuần đâu nhá, mà chúng ta phải chờ một tháng sau chúng ta mới làm được. Có những tài khoản nó sẽ bị nhảy lên những 15 ngày và có những tài khoản nó nhảy rất là nhiều. Thì những tài khoản đấy anh em bắt buộc phải đợi thôi, hoặc anh em có thể thay cái sim và tạo một tài khoản khác cũng được. Anh em lưu ý là như vậy, chứ không phải là cái nào cũng đúng là một tuần đâu anh em nhé. Một tài khoản chỉ dùng được trong một tháng thôi, có nghĩa là trong một tháng vừa rồi anh em đã từng unlock một chiếc máy nào và chạy tiếng Việt chiếc máy đấy thì tài khoản nó sẽ không dùng lại được cho chiếc máy mới này nữa. Đó, đơn giản như vậy thôi nhá. Anh em nào ở xa, anh em xem clip này của mình và đã từng mua hàng của mình thì cứ làm như này là được. Em có thắc mắc thì anh em cùng mình bên dưới nhá. Bên dưới video ấy là mình sẽ hướng dẫn và giải đáp cho anh em. Còn anh em nào muốn biết chi tiết hơn về cách làm ấy mà không biết làm ấy thì cứ gọi điện thoại cho mình theo số điện thoại 02 5 6 2 6 7 8 9, khung giờ tầm 11 giờ trưa cho đến 2 giờ chiều, và khung giờ từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối là mình sẽ ngồi mình hướng dẫn anh em cách làm online được qua máy tính. Hoặc anh em nào không biết làm mình sẽ làm team view cho anh em để cài được tiếng Việt cho chiếc máy này nhá. Anh em thấy hay thì anh em share cho mọi người cùng xem và cho mình một like nhá. Cảm ơn anh em xem clip nhá.